Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Chào quý vị và các bạn, trong video này, Nam Dược Nguyễn Thi, công ty Thảo Dược số 1 xin chia sẻ và giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị cây thuốc quý có tác dụng điều trị bệnh gan, cải thiện chức năng thận rất tốt. Vị cây thuốc có tên gọi là cây bí kỳ lam, hay nhiều nơi khác còn gọi là cây tổ kiến. Cây bí kỳ lam hay cây tổ kiến là một vị thuốc lam điều trị bệnh gan, tăng cường chức năng thận rất hay. Đặc biệt, vị thuốc này chỉ thấy ở khu vực miền Nam. Trong cái video này, tôi xin chia sẻ và giới thiệu đến quý vị và các bạn công dụng, cách dùng chi tiết của vị thuốc này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cây bí kỳ lam còn có tên gọi khác là cây kiến kỳ lam kiến, ổ kiến, kỳ lam gai, cây tổ kiến. Đây là một loại cây sống phụ sinh, cây và kiến phụ trợ cho nhau để cùng sinh trưởng và phát triển. Có hai loại cây bí kỳ lam là bí kỳ lam lá rộng và bí kỳ lam lá hẹp. Hai loại này đều có công dụng tương tự nhau, chỉ khác nhau về hình dáng. Loài cây này có tên gọi đặc biệt như vậy là do bên trong thân có chứa rất nhiều các lỗ nhỏ cho kiến sống bên trong đó. Lỗ nhỏ này không phải tự nhiên mà có. Đó là do kiến rất thích làm tổ trong thân cây này, nên đục thân cây thành những cái lỗ nhỏ để làm tổ. Chính vì vậy, cây mới có tên gọi là cây tổ kiến. Cây thuộc họ cà phê về khu vực phân bố của cây bí kỳ lam. Một điều đặc biệt là loài cây này chỉ thấy mọc ở các tỉnh phía Nam, nhất là các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng, v.v. và một số tỉnh và khu vực phía Nam Bộ. Do cây có hình dáng đẹp, sức chịu đựng tốt nên nhiều gia đình còn sưu tầm cây này để trồng trong nhà, làm cảnh rất đẹp. Về bộ phận dùng làm thuốc, thân cây, phần phình to là bộ phận được dùng làm thuốc. Về cách chế biến và thu hái, loài cây này thường chỉ mọc trên những thân cây, chúng không ăn bám vào các cây khác như những cây sống ký sinh mà chúng chỉ bám dựa vào các hốc thân cây để cây phát triển độc lập. Về thu hái, cây được thu hái quanh năm, thường gặp loài cây này ở những cái khu rừng thưa. Về chế biến, người dân thường nhổ cả cây, đem về cắt cành, lá, rễ, lấy nguyên phần thân, phần phình to đem rửa sạch, bổ đôi, rũ hết kiến bên trong ra, thái mỏng, phơi khô dùng dần làm thuốc. Về thành phần hóa học của cây, theo các nhà khoa học Việt Nam, trong cây có nhiều muối vô cơ, trong đó chủ yếu là hoạt chất alkaloid. Về tính vị, cây có vị ngọt nhẹ, tính bình, có tác dụng lợi tiểu, sát trùng, tiêu viêm. Nó còn được dùng như một loại kháng sinh thực vật không có độc hại. Về công dụng của cây bí kỳ lam, theo y học cổ truyền, cây tổ kiến có một số công dụng chính như sau. Thứ nhất, điều trị bệnh gan, viêm gan, vàng da. Thứ hai, điều trị bệnh thận, viêm thận, chức năng thận suy yếu. Thứ ba, điều trị chứng mệt mỏi, uể oải. Thứ tư, giảm hiện tượng da xanh, tái, nhợt nhạt. Vậy thì đối tượng sử dụng của cây bí kỳ lam là những ai? Là những bệnh nhân viêm gan, xơ gan, là những bệnh nhân viêm thận, thận yếu, là người có sức khỏe kém, kém ăn, là người da xanh tái, vàng da do thận, gan suy kém. Vậy thì cách dùng và liều dùng của cây bí kỳ lam như thế nào? Bài thứ nhất, điều trị bệnh gan, vàng da, thành phần và cách thức thực hiện bài thuốc như sau. Bí kỳ lam 25g, cà gai leo 35g, đun với 1 lít nước uống trong ngày. Bài thứ hai, điều trị bệnh thận, bí kỳ lam 20g, cây bòng bong 15g, thạch hộc tía 10g, hoài sơn 15g, đun với 1,2 lít nước, đun cạn còn 600ml, chia làm 2 lần uống trong ngày. Ngoài ra, chúng ta có thể ngâm rượu củ bí kỳ lam để làm thuốc bổ. Chuẩn bị như sau, củ phơi khô 1kg, rượu gạo 40 độ 3 lít, một bình sành sứ 5 lít. Cách ngâm như sau, củ khô đem sao vàng hạ thổ, không lên sao cháy, chỉ cần sao có mùi thơm là được. Bỏ vào bình sành sứ, đổ rượu vào bình, ngâm tới khi ngập hết thuốc. Ngâm trong thời gian 1 tháng là có thể dùng được. Cách dùng, uống trong mỗi bữa ăn, mỗi bữa uống khoảng 2-3 ly nhỏ. Về công dụng của rượu bí kỳ lam, rượu bí kỳ lam có tác dụng bồi bổ, giảm mệt mỏi, bổ thận, giúp ăn ngủ tốt hơn. Loại rượu này có thể dùng cho mọi lứa tuổi, tốt nhất là những người từ 45 tuổi trở lên. Như vậy là Nam Dược Nguyễn Thi, công ty Thảo Dược số 1 đã chia sẻ đến quý vị và các bạn công dụng, cách dùng của cây bí kỳ lam. Và nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến vị cây thuốc bí kỳ lam hoặc có nhu cầu sử dụng bí kỳ lam theo các cái bài thuốc trên,
thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi nhận chuyển hàng toàn quốc, thanh toán tại nhà. Chúc quý vị và các bạn có một bình rượu quý và có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.